Rồi thì hiện tại là mình đang ở trên đường Nguyễn Du. Đường này là cái đường lên trường Nguyễn Nghiêm hồi xưa các bạn, trường cấp 2 Nguyễn Nghiêm á, trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm. Bây giờ là như đã chuyển rồi, chuyển cơ sở rồi, không biết bây giờ đó là người ta làm gì, như là trường tiểu học cái đó. Đó bạn thấy không, đây là con đường Nguyễn Du những ngày Tết Canh Tí. Hôm nay là ngày 27 Tết âm lịch. Đó các bạn thấy không, người ta đã dựng những cái cảnh chào xuân và lại rải rác thì sẽ có những nơi bắn hoa nha. Đó đây là trường Nguyễn Nghiêm nè, ở bên cạnh người ta bán bắn hoa cúc này. Ồ, trường nghỉ hạp rồi, lá rơi. Đi cho phải nhớ trường đó các bạn. Tới đây là các bạn sẽ có hai đường, đường Nhà Yêu Mình là xe rẽ phải, còn rẽ trái là cái đường lên ga nha các bạn, lên ga Đức Phổ á. Nói chung á là lên Nhà Yêu Mình cực khổ lắm, nhất là đêm tối á, các bạn thấy là đi qua những cánh đồng mía, cánh đồng bắp huyền thoại. Mặc dù là hỏa thì không có gì đó phải sợ đâu, nhưng mà các bạn biết không, tại vì đó là cánh đồng mía thì nó không có nhà. Mà hồi mình đi á, hồi mấy năm đợt trước mình về á là chưa có đèn. Những cái chỗ mà cánh đồng mía chỉ có một hai cây đèn cho nó sáng vậy thôi, còn đa số là tối thui luôn, tại đâu có người có nhà ở đâu, nên là mình cứ sợ lắm. Đi vừa sợ cướp vừa sợ ma. Sợ ma là mình hay có phim á, phim rồi cho người ta nói cánh đồng mía này nọ, mình có phim nhiều lắm mà mía nữa. Ồ méo cò luôn. Để mình chạy nhanh tới nha, cái đoạn này là đoạn Phú Ninh, nó nhiều nhà cũng chưa có gì hấp dẫn đâu. Đó các bạn thấy là con đường này người ta làm lại đường bê tông rồi, đi rất là sướng. Hồi mấy tháng trước là mình nó chưa làm á, hồi xưa làm còn cái đường nhựa mà người ta làm nhựa dỗm, cho nên là đi nó gồ ghề gồ gà nhiều lắm. Bữa nay thì người ta làm lại đường bê tông bằng phẳng rồi, đi rất là sướng. Đường lên Phổ Nhơn đó thì đi mình sẽ phải đi qua một cái đường đại xe lửa. Các bạn đi tới này chú ý nha, chú ý xe lửa. Nói chung là có chốt hết các bạn, khi nào mà có xe lửa qua thì sẽ có những chú bảo vệ, những chú đó sẽ gạt cái đường không cho người ta chạy nữa. Nhưng mà các bạn cứ cẩn thận là trên hết. Đường bây giờ đi cũng sướng các bạn, hồi xưa là nó nhiều vừa nhiều gà nha, rồi xui xui á thì sẽ gặp xe lớn, mấy xe tải mà đi chở hàng á. Tại vì ở đây là mình đi Phú Nhơn là nó gần núi á, là người ta khai thác gỗ, là đường nó sẽ thông lên Phú Phan và cũng có thể chạy ra bên ngoài Phú Phan rồi, cho nên là nó vẫn có xe lớn nha, và những xe đó là thường người ta chở gỗ đi. Là một khi mà có xe chở gỗ đi là các bạn qua đường rất là khó, đi vào bụi mà vừa nguy hiểm nữa. Các bạn thấy đồng rồi nghe thấy mát đúng không, thoáng khí. Ở trong thành phố là mình có những cảnh như thế này thiệt, đảm bảo luôn mấy bạn thành phố không biết những cảnh như thế này đâu, mà về đây là rất là thích luôn. Đó các bạn thấy hai bên đường người ta trồng bông thọ rồi, trồng ở nhà luôn, khỏi phải mua. Cầu bạn đó bạn thấy gỗ không, có mương rồi đó.
cái đường mà lên nhà người yêu mình á là nổi tiếng là cái dốc eo gió các bạn. Để lát nữa tới dốc eo gió mình quay bạn xem nha. Bây giờ ở làm đường rồi mình chạy lên mình không có cảm thấy sợ nhiều như hồi xưa đó. Đường nó xấu á, đi cảm giác mình dốc lên rõ ràng luôn. Rồi bên cạnh nó sẽ là một ngọn núi, và ở ngọn núi người ta sẽ gắn một cái bảng là cấm đi, cấm di chuyển lên núi, cho nên là ban đêm rồi nhà cũng biết nữa, có một hai cái nhà đó nè. Đây là mình đi mà mình cũng sợ, hồi xưa là nổi tiếng là cướp giật rồi ma túy á, bây giờ thì nghe nói đỡ hơn nhiều rồi đó các bạn thấy không. Cái thứ các bạn thấy một cái ngọn núi mà người ta khai thác chỗ ấy là còn đất đá không đó, là đang mình là chuẩn bị lên dốc này, đó là gọi là dốc eo gió nha. Đó, đây là gió gió này các bạn thấy, bây giờ mình lên nó ở hồi hai là bằng cấm không, cấm tập trung đông người ghi âm chụp hình của không phải cấm lên nữa, nhưng mà các bạn đừng lên đây nha, là lên khai thác gì này đào cái gì á cũ à, cũng chẳng biết nữa. Mình cũng không phải dân làm ruộng nông, cũng không rành mấy vụ này đó. Bây giờ mình đã xuống dốc gió này, rồi tới đây là sẽ là cái chỗ tiệm thuốc của nhà người yêu mình, bán thuốc thú y rồi các bạn. Dũng thu luôn ngay chỗ này nè đó các bạn, nhà nào mà có nhu cầu đây Dũng thu này các bạn đó, tiệm này các bạn mà có nhu cầu gì á cứ vào mua nha, mua ủng hộ nha, nói chung là chất lượng lắm á. Rồi thì bây giờ ở đây là thuộc địa phận của Nhơn rồi, đường quê cai cỡ không rất là nhiều. Thực sự là mình chỉ muốn sống ở những cảnh như thế này thôi các bạn, chứ mình không thích sống đông đúc như ở Sài Gòn đâu. Nói chung á là đi cũng xa, nếu mà đi chậm á các bạn đi cỡ 30 tới 40 á là đi cũng phải cả nửa tiếng á mới tới, gần nửa tiếng 25 phút á, đi nhanh thì cỡ 20 phút thôi. Đây cái đoạn này á là chỉ có một cái trạm xăng thôi, từ cái đường quốc lộ á lên thế nào thì có một trạm xăng ngay chỗ này nè. Nhưng bạn lưu ý nha, chỗ này là người ta chỉ bán xăng 92 thôi, không bán 95. Ở đây là bạn nào nhu cầu 95 thì ở đây không có nha. Hết xăng thì mình lo đổ xăng ở nào đi, chứ lên chứ không có trạm đổ xăng đâu. Đó các bạn thấy không, chỗ này người ta trồng, của đây là trồng hay là mua ra, chỗ này người ta mua về rồi đó. À bông bông luôn này, có bông cúc, bông thọ 10.000 một chậu đó, lần giờ nó bán 15.000 quải hành rồi đó. Này cái vườn này người ta tới người ta tập, người ta trồng thì đi bán này đó, bạn thấy không. Rồi đây là đồng mía huyền thoại này, các bạn thấy hai bên không, không có một ngôi nhà nào luôn, cũng không có một cái đèn nào luôn. Hình như ở chính giữa nó có một cái trụ đèn tối bật thôi, trên tối là bằng đi tối thui luôn, không thấy gì luôn.
đèn này chỉ có đèn xe của mình thôi. Bạn nào mà đi đèn xe mà bị hư hoặc là yếu nữa là đi là nguy hiểm á. Tại mình đi xe không có đèn cho người ta biết mình dễ bị tai nạn á. Nó dài không? Các bạn thấy dài không? Cũng phải 200-300 mét gì á. Đây là mía. Mía nha các bạn. Rất là nhiều. Rồi thì phía trước á, sau khi mà qua cánh đồng mía sẽ là trường mầm non của Ninh. Đây trường này hồi trước người yêu mình dạy ở đây nè, bây giờ chuyển tới chi nhánh khác rồi, cơ sở khác rồi. Đây là cơ sở chính đó, trường mầm non của Nhơn nè. Rồi thì đi tới một đoạn á là sẽ thấy trường trung học cơ sở Phú Nhơn ở đường này. Rồi xe kế đó là xe phía trước á là trường tiểu học luôn. Trường tiểu học và trung học là ở sát nhau đó. Nói chung là đi là sẽ gặp trường mầm non trước, rồi đi khoảng một đoạn 100 mét là sẽ tới hai cái trường tiểu học và trung học sát nhau, nên là học sinh ở đây đi đi rất là tiện luôn, nó gần nhau lắm, đi bộ qua cũng được mà. Đó thì ở đây các bạn sẽ đi qua một cánh đồng mía nữa, chỗ này thì nó ít hơn, cái một đoạn nhỏ thôi. Rồi phía trước sẽ là cái cầu nè, cái cầu rồi cây ôm tùm hết, chỗ này cũng tối lắm, đi qua cũng sợ lắm các bạn, sợ mà do kéo xuống. May trời quá, cái mẹ nó đẹp. Alo, đi tới cái cầu gì hay biết cái đường gì mới gì qua tiểu hạc á, tiểu hạc Phú Nhơn á. Rồi chuẩn bị đồ đi nghe. Ghê gọi các bạn. Gọi tới đâu rồi. Bây giờ mình sẽ lên mình làm nè. Mình làm cái dừa các bạn, cái dừa vẽ. Cô Mèo vẽ đẹp lắm. Kiểu như là vẽ chữ thư pháp lên cái quả dừa. Mình sẽ sơn. Dùng sơn mình xịt lên cái dừa cho nó láng rồi cho nó đẹp lên, rồi xong mình để khô. Xong rồi mình sẽ dùng ra nói chung cái nước gì đó mình vẽ lên. Cái đó mà phải biết làm nha, nhiều khi các bạn không biết sơ á, nước nó chảy ra nó liền dưa đó. Thì bạn thấy không, bây giờ cũng đi qua một cái đồng mía nữa nè. Nói chung là đi hai cái đồng mía lận, mà cái đồng mía nãy sợ hơn chứ ở đây thì nó ít hơn, nhà người ta cũng mới gần đó nên mà không sợ lắm. Rồi sắp tới rồi nha các bạn. Rồi sắp tới núi luôn á. Các bạn có thấy phía trời không? Núi phía trời nha. Rồi, quyền đoàn tất cả các bạn đừng quên. Rồi thì vừa rẽ qua thì các bạn sẽ gặp tới nơi. Này các bạn, mình sẽ quay nhà người yêu của mình cho bạn xem nha. Ở bên cạnh nó sẽ là cái đồng cầm ruộng thôi. Rồi đây, trở tới nơi.
rồi.